Những chiếc chum đá này nằm rải rác nhiều nơi ở Siêng Khoảng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 3 địa điểm quanh thị xã Phôn Sa Van được đưa vào khai thác du lịch. Địa điểm thứ nhất có khoảng 250 chum, địa điểm thứ hai có khoảng 100 chum và địa điểm thứ ba có hơn 100 chum. Các khu vực còn lại vẫn được nghiên cứu và đang trong khu vực cần được cảnh báo vì còn nhiều bom mìn chưa được giả phá triệt để. Từ khi được phát hiện những năm đầu thế kỷ 20, đây là địa điểm thu hút sự quan tâm của giới khoa học. Cánh đồng chùm được cho là xuất hiện từ thời kỳ đồ sắt 500 năm trước công nguyên đến 500 năm sau công nguyên, bao gồm ít nhất 3.000 chiếc chùm bằng đá có chiều cao lên đến hơn 3 mét và trọng lượng vài tấn đến hơn chục tấn. Hầu hết những chiếc chùm được làm từ đá sa thạch, nhưng cũng có cái làm từ loại đá hoa cương rất cứng và đá vôi. Mỗi chiếc chum được chạm khắc các hình người hay động vật, một số có biểu tượng khác nhau. Người ta còn tìm thấy các tảng đá gần những chiếc chum và giả thuyết chúng là những chiếc nắp đậy chum, nhưng vì một lý do nào đó, chúng đã bị bỏ đi. Hiện tại chỉ có một cái chum duy nhất là có nắp. Giả thuyết cho rằng những chiếc chum dường như được chế tạo với trình độ kỹ thuật và các vật liệu phù hợp với tuổi thọ. Người ta cho rằng những người chế tạo ra chúng đã sử dụng đục sắt, mặc dù không có bằng chứng về điều này.
Thank you.